Sau khi cha nuôi Vũ Linh qua đời Bình Tinh lần nữa báo tin tăng sự, gần đây Bình Tinh đã đăng tải hình ảnh là một hoa sen trắng kèm dòng trạng thái báo tin tăng sự trên trang cá nhân. Với nội dung như sau, Chú Năm của con ơi! Chú Đức Chí! Bình thường con rất sợ nhìn chú vì chú giống ba con lắm. Hết đau hết mệt rồi. Gặp ba và chăm sóc cho ba dùng con nha chú Năm. Con kính tiễn chú Năm về với Phật. Thông tin chú Năm của nghệ sĩ Bình Tinh qua đời đã có nhiều nghệ sĩ để lại lời chia buồn đến gia quyến như sau nghệ sĩ Hữu Quốc nhắn gửi chia buồn cùng em và gia đình. Danh hài Minh Nhí đã gửi lời chia buồn, chia buồn cùng con và gia đình. Vào lúc dịch Covid-19 ở đỉnh điểm, người thân trong gia đình của Bình Tinh lần lượt qua đời. Đầu tiên là dì ruột đã ra đi vì mắc Covid-19. Sau đó là cậu ruột và mẹ ruột của cô cũng là soạn giả Bạch Mai. Những mất mát to lớn ấy đã khiến Bình Tinh suy sụp rất nhiều. Cũng trong thời khắc khó khăn ấy, danh hài Việt Hương đã hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Bình Tinh và lo hậu sư chu toàn cho người thân của cô cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Hơn thế nữa, Việt Hương phải tận tay mang hủ cho cốt của cố nghệ sĩ Phi Nhung sang Mỹ gửi cho con gái ruột là Wendy Phạm. Sự ra đi của chị hai Phi Nhung là nỗi mất mát lớn đối với người hâm mộ và dù đã rời xa cõi tạm đã lâu nhưng khán giả vẫn mãi nhớ đến danh ca Phi Nhung ngày nào.